bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 7 tháng 8, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố lực lượng này đã tấn công hai tàu chiến Mỹ, một tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái mang bom để thực hiện các vụ tấn công này. Trong một tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình Al Masira do Houthi điều hành, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh cho biết: "Chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào tàu Consip Ono ở Biển Đỏ bằng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái và đòn tấn công là chính xác." Theo người phát ngôn của Houthi, lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu tấn công tàu khu trục Mỹ mà Houthi xác định là tàu Crow ở Vịnh Aden bằng một số máy bay không người lái và đánh trúng mục tiêu này. Ngoài ra, Houthi cũng tấn công một tàu khu trục khác của Mỹ được xác định là tàu Lapun bằng một số tên lửa đạn đạo. Theo ông Saleh, các vụ tấn công của Houthi diễn ra sau khi hai tàu khu trục Mỹ di chuyển qua khu vực kiểm soát của nhóm này hướng về phía Bắc Biển Đỏ. Houthi khẳng định rằng các cuộc tấn công của nhóm này sẽ tiếp tục cho đến khi xung đột ở giải Gaza chấm dứt. Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày 6 tháng 8 cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một số thiết bị bay không người lái, xuồng điều khiển từ xa và tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Ngày 3 tháng 8, Houthi đã tái khởi động chiến dịch tấn công các tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ sau 2 tuần gián đoạn bằng cách phóng tên lửa vào một tàu thương mại ở Vịnh Aden. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi đã thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm và máy bay không người lái vào các tàu có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở giải Gaza. Đáp lại, Liên quân Mỹ, Anh đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, động thái này khiến Houthi tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu thương mại và tàu hải quân của cả Mỹ và Anh. Đánh giá Trung Đông đang ở thời khắc quan trọng, Mỹ và các đồng minh đang tiến hành các hoạt động ngoại giao không ngừng nghỉ để xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Có thể thấy, Trung Đông dường như đang nín thở, chờ xem Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này sẽ trả đũa như thế nào. Sau khi Israel bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hamas và Hezbollah, theo một số nguồn tin, Iran được cho là đang trong quá trình chuẩn bị trước khi tung đòn đáp trả Israel sau loạt động thái căng thẳng gần đây. Bằng chứng của sự trả đũa mới nhất là vụ 5 binh lính Mỹ và 2 nhà thầu bị thương trong một cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ ở Iraq, được cho là do các nhóm được Iran hậu thuẫn thực hiện. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản và nước này đang lâm vào một cuộc chiến tranh đa mặt trận với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Về phía Iran, nước này tái khẳng định muốn tránh chiến tranh toàn diện với Israel nhưng có quyền trừng phạt Israel theo luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cảnh báo về hậu quả đối với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ Israel, một thông điệp rõ ràng nhắm vào Mỹ và các đồng minh. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đang tham gia vào hoạt động ngoại giao mạnh mẽ gần như suốt ngày đêm với thông điệp tất cả các bên phải kiềm chế không leo thang. Ông Blinken nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục làm việc tích cực để giảm căng thẳng ở Trung Đông và ngăn chặn xung đột lan rộng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công từ các nhóm khủng bố hoặc những người bảo trợ của chúng, cũng như chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ binh sĩ của mình. Tuy nhiên, các bên trong khu vực nên hiểu rằng các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm kéo dài xung đột, gây bất ổn, mất an ninh cho tất cả các bên, và các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm tăng nguy cơ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm mà không ai có thể dự đoán và không ai có thể kiểm soát. Điều cấp bách là các bên trong khu vực phải đánh giá tình hình, hiểu được rủi ro tính toán sai lầm và đưa ra quyết định giúp xoa dịu căng thẳng, chứ không gây thêm căng thẳng. Ngoại trưởng Blinken đã hội đàm với các quan chức cấp cao của hai nhà trung gian Qatar và Ai Cập. Tổng thống Joe Biden cũng đã có cuộc điện đàm với quốc vương Abdullah của Jordani. Ngoài nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi đã có chuyến đi hiếm hoi tới Iran vào cuối tuần, gặp gỡ quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Khani. Qatar, quốc phòng từng làm trung gian giữa Iran và Mỹ trong quá khứ, cũng đã liên lạc với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trung tướng lục quân Michael Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đơn vị giám sát các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đã có mặt tại Israel để tổ chức đánh giá tình hình chung về các vấn đề an ninh và chiến lược, cũng như các hoạt động chuẩn bị chung trong khu vực. Để ứng phó với một cuộc tấn công lớn của Iran có thể xảy ra, Israel đã kích hoạt một chiến hào chỉ huy bên dưới những ngọn đồi Jerusalem. Bên cạnh những thông điệp kiềm chế gửi tới Iran và Israel, Mỹ tin rằng việc tháo ngòi nổ lúc này chính là giải pháp chấm dứt giao tranh ở Gaza. Nguyên nhân gốc rễ có thể làm dịu căng thẳng khu vực. Do đó, Mỹ đang gây sức ép buộc Israel tăng gấp đôi nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Mới đây, Israel đã tổ chức diễn tập phân phối thực phẩm khẩn cấp trong trường hợp xung đột leo thang, đồng thời tuyên bố muốn nhanh chóng tiêu diệt lãnh đạo chính trị mới của Hamas. Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cho biết,
Cuộc tập trận mang tên Bánh mì đất mẹ bao gồm việc kiểm tra hàng tồn kho và tình trạng của các gói thực phẩm được lưu trữ tại những chi nhánh khẩn cấp thuộc các chuỗi siêu thị lớn của Israel. Cuộc tập trận này cũng thử nghiệm những phương án vận chuyển thực phẩm đến các trung tâm phân phối khi cần thiết. Ngày 7 tháng 8, theo Tân Hoa Xã, Israel có hơn 420 chi nhánh siêu thị khẩn cấp dự trữ hàng chục nghìn gói thực phẩm và nhiều sản phẩm tiêu dùng cơ bản khác. Số hàng này có thể được nhanh chóng phân phát cho những người dân không thể rời khỏi nhà. Bộ Kinh tế và Công nghiệp khẳng định, Israel hiện tại không thiếu lương thực trong các kho dự trữ, do đó người dân chỉ cần mua với số lượng đủ dùng trong vài ngày thay vì tích trữ quá nhiều. Liên quan đến việc Hamas vừa bổ nhiệm ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh của lực lượng này ở Gaza, làm lãnh đạo mới của văn phòng chính trị, Ngoại trưởng Israel Katz đã kêu gọi nhanh chóng loại bỏ người kế nhiệm ông Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong vụ ám sát hồi tháng 7. Theo hãng tin AFP, tuyên bố của Ngoại trưởng Katz nêu rõ, việc bổ nhiệm ông Yahya Sinwar là một lý do thuyết phục nữa để Israel nhanh chóng loại bỏ người này và xóa sổ Hamas. Động thái của nhà ngoại giao kỳ cựu đã phản ánh mức độ căng thẳng của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, cũng như lập trường của Tel Aviv đối với lực lượng này. Trong tuyên bố đầu tiên sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ ngay lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phá hủy năng lực của Hamas. Thời gian qua, Israel đã nỗ lực để chứng minh điều đó. Đỉnh điểm là vào ngày 13 tháng 7, Israel tấn công chỉ huy quân sự Hamas Mohammad Deif và cấp phó của ông tại Khan Yunis Rafah Salameh. Các quan chức Israel mới đây xác nhận hai nhân vật này đã thiệt mạng. Sau đó, Israel chuyển hướng sang Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas tại Qatar, và ám sát ông vào ngày 31 tháng 7 bằng một quả bom được đặt trong tòa nhà nơi ông đang ở tại Tehran. Trong thời gian giữa hai vụ ám sát các nhà lãnh đạo Hamas, Israel đã tàn phá một phần cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát ở Yemen và ám sát Fuad Suko, cố vấn quân sự thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Các tin tức chưa được xác nhận cho biết một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị ám sát ở Syria không lâu sau khi ông Haniyeh qua đời. Tất cả những vụ việc này hướng tới mục tiêu cuối cùng của Israel là chiến thắng. Ít nhất đó là phương châm hành động của Israel, ngay cả khi các vụ ám sát các nhà lãnh đạo Hamas trước đây không khiến tổ chức này phải khuất phục. Nhà lãnh đạo bị ám sát ngay lập tức được thay thế và Hamas vẫn tiếp tục hoạt động. Quan điểm của Israel, cách tốt nhất để đảm bảo an ninh là đánh bại Hamas trên chiến trường. Đó cũng là lý do tại sao lệnh ngừng bắn chưa bao giờ đạt được và các cuộc đàm phán luôn đi vào bế tắc. Về phần mình, Hamas tin họ đang giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng cách kéo Israel vào một cuộc xung đột dai dẳng, làm tổn hại đến danh tiếng quốc tế của nước này. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lực lượng phòng vệ Israel IDF có thể tiêu diệt Hamas, nhưng điều đó không thực sự cải thiện được tình hình an ninh của Israel. Các vụ ám sát do Israel thực hiện chưa chắc đã có tính răn đe cao với đối thủ. Tình báo quân sự của Israel tin rằng Iran sẽ không tấn công để đáp trả vụ ám sát hai sĩ quan cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tại Damascus vào tháng 4. Tuy nhiên, họ đã sai. Chắc chắn, vụ ám sát ông Haniyeh ngay tại trung tâm Tehran sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran sẽ làm gia tăng nguy cơ Iran sẽ đáp trả gay gắt. Trên thực tế, dường như không có cách nào để tránh gia tăng xung đột. Sau một loạt các vụ ám sát vừa qua, lãnh tụ tối cao của Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei, ngay lập tức tuyên bố sẽ trả thù cho sự qua đời của ông Haniyeh và ra lệnh tấn công Israel. Phản ứng của Tehran chắc chắn sẽ rất gay gắt. Nhưng nếu hành động trả đũa của Iran gây tổn hại lớn cho Israel, rất có thể xung đột sẽ gia tăng và rất dễ xảy ra những tính toán sai lầm. Israel cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột là Mỹ và Israel đoàn kết chống lại các mối đe dọa chung. Tuy nhiên, về phía Mỹ, bất chấp các tuyên bố thể hiện cam kết sắt đá ủng hộ Israel, các nhà lãnh đạo Mỹ không nhìn nhận cuộc xung đột theo cách tiếp cận của Israel. Đối với người Israel, xung đột mang tính sống còn và chính phủ Israel sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chấm dứt xung đột theo hướng có lợi. Còn với Mỹ, Washington tin rằng đối đầu đến cùng sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi, dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường và đặt các mục tiêu của Mỹ như hội nhập khu vực vào tình thế nguy hiểm. Do đó, Washington theo đuổi các giải pháp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng. Washington đang rơi vào thế khó. Sự bất nhất trong nhận thức xung đột của Mỹ và Israel làm lộ rõ căng thẳng trong quan hệ giữa hai đồng minh. Israel muốn có khả năng cơ động tối đa để theo đuổi các mục tiêu quân sự. Hezbollah và Iran có hệ thống tên lửa rất mạnh, vì vậy chắc chắn sẽ khiến Israel gặp nhiều rắc rối. Rõ ràng, với thái độ cương quyết của Israel hiện tại, Washington đang rơi vào thế khó. Mỹ có lợi ích trong việc giúp đảm bảo an ninh cho Israel, nhưng không phải với cái giá phải trả là an ninh của chính mình. Đến thời điểm hiện tại, việc Mỹ có thể thúc đẩy mạnh mẽ nhất
là kêu gọi hai bên cùng đàm phán. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ hy vọng Iran sẽ xuống nước bất chấp lời đe dọa trả thù cho vụ sát hại ông Haniyeh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Yoav Gallant để trao đổi về nguy cơ bùng phát xung đột giữa Israel và Iran. Theo thông cáo đăng trên trang web chính thức của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, các nhà lãnh đạo Mỹ đã tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh của Israel trước sự đe dọa từ Iran và các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực. Vào đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Sai cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ điều động thêm các tàu khu trục và tuần dương hạm có khả năng chống tên lửa đạn đạo, một phi đội máy bay chiến đấu và có thể là một cơ số các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ đến khu vực Trung Đông. Bà Sai khẳng định, những bước đi nói trên của chính quyền Tổng thống Biden có tính phòng vệ thuần túy và nhằm truyền tải thông điệp răn đe đến Iran, Hezbollah và các lực lượng do Iran hậu thuẫn, qua đó hỗ trợ các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, không nên làm gia tăng xung đột này. Chúng tôi đã tham gia hoạt động ngoại giao mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác, truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Iran. Chúng tôi đã truyền đạt thông điệp đó trực tiếp đến Israel. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!